Kính thưa quý vị, cán bộ sợ sai nên không dám làm, bỏ bê công việc tiếp tục là đề tài được nhiều đại biểu quan tâm tranh luận trong phiên thảo luận sáng nay của Quốc hội. Chỉ ra bản chất, nguyên nhân, giải pháp cho tình trạng này, các đại biểu cho rằng không làm, không hành động là hành vi vi phạm pháp luật, mà đã vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý. Tranh luận thêm với các đại biểu phát biểu trong phiên thảo luận trước về tình trạng cán bộ sợ sai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, đại biểu Vũ Trọng Kim cho rằng thực trạng này đang biểu hiện rất rõ nhưng chưa được phản ánh đúng mức. Đó chính là sợ sai rồi còn né tránh, đùn đẩy. Cái gì thuận lợi thì vơ vào mình, khó khăn thì đẩy ra cho tổ chức, cho người khác. Xảy ra tình trạng bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài, lo âu. Ông cũng cho rằng nhiều đại biểu chưa chỉ ra đầy đủ nguyên nhân của thực trạng này, trong đó có cả những nguyên nhân nhạy cảm. Hôm qua chưa ai nói đến Trung ương 7 là cái gì cả. Mà có một bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí Thư nói rõ những biểu hiện này, thậm chí nói rõ hơn đại biểu Quốc hội ở đây. Và nói cả nguyên nhân nữa. Trong cái văn bản đó có nêu rằng một bộ phận cán bộ của chúng ta sợ rằng cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng này mạnh mẽ, mạnh lên thì là cán bộ là không dám làm, nhục chí và không dám làm. Thì đây là nguyên nhân tôi cho rằng nhạy cảm nhất mà các đại biểu chưa nói tới. Mình cứ nói vòng xung quanh nhưng mà thấy rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng này mạnh lên thì là nhiều người sẽ nhục chí không làm. Thế thì tôi cho rằng là chúng ta nghiên cứu. Kính thưa Quốc hội. Đại biểu Vũ Trọng Kim cũng đề nghị từ nay các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan khác phụ trách các đơn vị phải liên đới chịu trách nhiệm về sai sót của tổ chức, cơ quan, đơn vị để tạo được sự công bằng. Thì cái chuyện này có hay không? Phạt một thẻ vàng, ba thẻ vàng cộng lại thành một thẻ đỏ. Chứ còn nếu như mà cứ phạt thẻ đỏ thế này thì rất là nguy hiểm. Tức là nó phải đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, còn ít nghiêm trọng thì chúng ta có luật khác. Đấy là ý thức nhất, chứ không là dân gian người ta bảo cứ nuôi cho béo lên rồi sẽ thịt. Tranh luận thêm với đại biểu Vũ Trọng Kim, đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng cần chỉ ra được bản chất, nguyên nhân, giải pháp cho tình trạng này. Theo ông, nhóm cán bộ không làm gì cả, gồm 3 nhóm người, không biết gì, không có lợi thì không làm, và biết nhưng sợ không làm. Tất cả đều là hành vi vi phạm pháp luật. Cái hành vi không làm gì cả là một hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài vi phạm như vậy thì phải xử lý. Rất đáng tiếc là các cấp, các ngành thấy được cán bộ không làm gì là vi phạm, nhưng mà không xử lý. Mà xử lý thì phải xem xét tính chất, mức độ và hậu quả gây ra. Một người không làm gì cả nhưng gây ra hậu quả nghiêm trọng thì phải xử lý hình sự. Tôi nói ví dụ như bác sĩ không cứu người gây đến hậu quả chết người là phải truy tố. Một chủ tịch tỉnh mà không làm gì dẫn đến hậu quả là kinh tế đình trệ không phát triển, khiến cho doanh nghiệp, nhân dân lao vào khó khăn. Không làm gì gây hậu quả lớn hơn nhiều vị bác sĩ kia, nhưng mà không xử lý. Nên tôi đề nghị phải xử lý nghiêm khắc các trường hợp đấy. Cũng trong sáng nay, các vấn đề tồn tại trong ngành giáo dục cũng được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Trong đó đáng chú ý là đề nghị thanh kiểm tra việc xã hội hóa sách giáo khoa. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, đoàn Đà Nẵng cho rằng điều đáng lo ngại nhất là việc thiếu minh bạch, khách quan trong việc lựa chọn sách giáo khoa và thiếu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ đối với vấn đề này. Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà xuất bản giáo dục chưa có thái độ phù hợp trong việc tiếp thu ý kiến của dư luận. Hầu hết các ý kiến đóng góp phê bình đều không được Bộ và nhà xuất bản giáo dục trả lời. Một số trường hợp được trả lời thì không đúng với thực tế. Xuất bản giáo dục Việt Nam đã thu hồi để sửa chữa 1.000 cuốn, đồng thời hủy và in lại 38.000 cuốn sách khoa học tự nhiên lớp 6 của Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Nhưng theo phản ánh của giáo viên nhiều trường thì sách chưa được thay bằng sách mới. Muốn biết thông tin nào đúng, thông tin nào sai, chỉ cần kiểm tra hồ sơ thẩm định sách là rõ. Đại biểu cũng đưa ra lập luận, nghi vấn có hiện tượng thông thầu trong in sách giáo khoa thông qua các số liệu của làm việc của ngành giáo dục và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào ngày 10 tháng 5 năm 2023. 2018 cho các khối lớp 4 đạt 79%. Trong khi đó, trên thực tế, ngày 5 tháng 5 năm 2023, nhà xuất bản này mới có công văn mời thầu in sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 để nhập các kho sách ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng.
Thời gian mở thầu là 9 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2023. Như vậy có nghĩa là cái số lượng 79% sách giáo khoa mà nhà xuất bản báo cáo với Phó Thủ tướng đã được in trước khi đấu thầu. Cũng liên quan đến giáo dục, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ lại quan tâm nhiều hơn đến vấn đề tự chủ giáo dục đại học. Đại biểu cho rằng tự chủ giúp cho các trường đại học chủ động hơn trong việc quyết định các vấn đề về chuyên môn, tài chính, nhân sự, nhưng cũng là thách thức trong huy động các nguồn lực tài chính. Qua thực tế, khảo sát tại một số trường đại học cho thấy, cũng chính từ cơ chế tự chủ đã làm cho cạnh tranh giữa các trường đại học ngày càng gay gắt hơn. Các trường đại học sẽ chạy theo những ngành đào tạo dễ tuyển sinh, làm mất cân đối trong chiến lược phát triển nhân lực quốc gia, chất lượng đầu vào và đầu ra của sinh viên, học viên, đặc biệt là trong đào tạo thạc sĩ. Chất lượng giảng dạy tại nhiều trường đại học không còn là mối quan tâm hàng đầu nữa, mà thay vào đó là nguồn thu, số lượng sinh viên, học viên có thể tuyển sinh được. Bên cạnh đó thì đại biểu Đoàn Hà Tĩnh cho rằng do còn có sự chưa thống nhất trong luật giáo dục đại học với một số luật chuyên ngành khác khiến cho nhiều trường đại học gặp khó khăn trong hoạt động tự chủ của mình, như các cơ sở giáo dục đại học công không được tự quyền quyết định các vấn đề về tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm với các cán bộ, viên chức khiến cho việc bố trí nhân sự phù hợp gặp nhiều khó khăn. Tối hôm qua ngày 31 tháng 5 năm 2023, tại chùa Đại Tuệ, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023. Đại lễ Phật đản 2023, Phật lịch 2567 là lễ hội văn hóa tâm linh lớn của Phật giáo nhằm giúp đồng bào Phật tử sống phát huy tri thức, đạo đức, tinh thần từ bi, tính nhân văn cao cả, sống lợi đạo ích đời, ban vui cứu khổ, góp phần mang lại bình an, hạnh phúc, hòa bình cho mọi người. Cũng tại buổi lễ, ông Trương Hòa Bình và báo Lao động đã trao tặng 110 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo ở xã Nam Anh. Kết thúc buổi lễ là nghi thức tắm Phật nhằm tìm lại sự thanh tịnh vốn có, cảm thấy nhẹ nhàng, bình an. Trong ngày đã diễn ra các hoạt động như lễ cúng Phật thỉnh tổ, khóa tụng cầu quốc thái dân an, thuyết giảng về ý nghĩa Phật đản, lễ an vị tượng Bạch Ngọc Phật Thích Ca ở khuôn viên cạnh bảo tháp với khối lượng 25 tấn cao 5 mét. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đức Phật và tôn vinh các giá trị văn hóa tâm linh, thể hiện sự tri ân, báo ân đối với Tổ quốc. Từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6, các sân bay trên cả nước sẽ đồng loạt thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi máy bay. Việc thí điểm sẽ thực hiện trong 2 tháng từ ngày mùng 1 tháng 6 đến hết ngày mùng 1 tháng 8 đối với các chuyến bay nội địa và chỉ thí điểm với hành khách tự nguyện. Đối với một số trường hợp hành khách có dấu hiệu bất thường, sẽ kết hợp vận dụng phương pháp kiểm tra tính thật giả của tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân như hướng dẫn của Bộ Công an. Về lâu dài, việc sử dụng định danh điện tử khi làm thủ tục đi máy bay sẽ còn được kết hợp với xác thực sinh trắc học. Được biết, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác minh bằng ảnh chân dung hoặc vân tay trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng, sáng mùng 1 tháng 6, Bộ Y tế đã giám sát và kiểm tra công tác tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ em tại điểm trường tiểu học Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Dự kiến trong đợt này có hơn 6 triệu trẻ em trên toàn quốc được uống bổ sung vitamin A, trong đó Hà Nội có hơn 392.000 trẻ em. Theo đó, 1.715 điểm uống vitamin A trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được triển khai đồng loạt trong 2 ngày là mùng 1 và mùng 2 tháng 6 và uống vét vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6. Đối tượng được bổ sung vitamin A trong đợt này là trẻ từ 6 tháng đến 35 tháng tuổi đang có mặt tại địa phương, kể cả trẻ vãng lai, trẻ đang điều trị tại các cơ sở y tế. Dự kiến Hà Nội sẽ có khoảng 392.000 trẻ trong độ tuổi được uống vitamin A đợt này. Ngoài ra, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6, Hà Nội cũng triển khai chiến dịch cân đo chiều cao cho toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi sinh sống trên địa bàn để đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì. Theo Bộ Y tế, năm nay, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 cho trẻ được tổ chức trên toàn quốc, trong đó tại 22 tỉnh miền núi khó khăn, mỗi trẻ từ 6 đến 59 tháng tuổi được uống một liều vitamin A, trẻ từ 24 đến 59 tháng tuổi được tẩy giun định kỳ.
Tại 41 tỉnh, thành phố còn lại, trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi được uống một liều vitamin A, nguồn thuốc sử dụng trong chiến dịch lần này do Hoa Kỳ viện trợ. Kính thưa quý vị, vòng chung kết sân chơi thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới vừa diễn ra vào sáng nay mùng 1 tháng 6 tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 13 đội tuyển đến từ nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Các đội tuyển sẽ tranh tài bằng cách trưng bày những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, trang phục truyền thống, mô hình di tích lịch sử, công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh, sản phẩm văn hóa đặc trưng, hình ảnh giới thiệu về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và các quốc gia theo kết quả bốc thăm. Cuối cùng là phần thi thuyết trình, trả lời câu hỏi thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh để tìm ra những gương mặt thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới xuất sắc nhất. Sân chơi này được Hội đồng đội Trung ương phát động vào ngày 7 tháng 11 năm 2022 là hoạt động thiết thực để thiếu nhi chủ động nâng cao hiểu biết về xã hội, tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước. Từ đó có thêm cơ hội tham gia hội nhập, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đây còn là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường sự kết nối giữa tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với gia đình, nhà trường và xã hội nhằm chung tay hỗ trợ, đồng hành, tạo môi trường để các em thi đua học tập, phát triển năng lực, tự hoàn thiện bản thân, trau dồi kỹ năng sử dụng tiếng Anh thông qua các hoạt động học tập, sinh hoạt và vui chơi giải trí.